bây giờ nó ăn chắc chắn như vậy rồi thì hai đứa mình cùng nuôi con heo. Khi nào ai mà bộ yếu trước, con heo thuộc về người còn lại. Nhưng mà trong lúc nuôi con heo là con heo nuôi nhà ai? Dạ con heo nhà em. Đúng rồi, em thông minh đó. Ủa gì kỳ vậy, đang coi nuôi con heo về đâu? Con heo thuộc về em, con heo thuộc về em. Con heo được bao lớn? Con heo đó cũng ít triệu, ít chục triệu á chị. Wow. Bạn nữ ơi, không biết là bạn Ngữ có ngại một chuyện là mình có bạn thân khác giới không ạ? Phân biệt rạch ròi giữa bạn thân và người yêu như thế nào? Thì người yêu luôn là đặt trước bạn bè. Em rạch ròi nhưng mà bạn thân của em không rạch ròi thì làm sao? Dạ đối với lý do thì nói chung là có liên quan tới những người bạn của em nữa. Con trai hay con gái? Chắc chắn là con trai chị. Có nghĩa là cổ điện bạn nào của em phải không? Đúng không? Còn em có hai mối tình rất trong sáng của thời học trò là lớp 8, em quen được 1 năm rưỡi. Anh đó thì hơn em 3 tuổi thôi. Tại vì chị biết em trong sáng mà tại em nói cái anh lớn em 3 tuổi sợ ảnh trong tối. Cái anh lớn em 3 tuổi sợ ảnh trong tối.